thành to lắm. Mắt hết nước sụn. Chảy nước mắt nhiều không? Dạ không nhiều. Ra là 6 liền đúng không? Dạ đúng rồi. Mấy chục năm rồi chị? Dạ gần 30 năm rồi. 30 năm? Dạ. Chị mình nhìn thẳng đây. Thở vì cái sụn không toàn. Cắt toàn bộ lên mặt đúng không? Dạ. Thì hôm nay cũng có một trường hợp rất đặc biệt, một bệnh nhân là chị bị một cái trường hợp lặp mi và nó bị hơn 30 năm nay. Đây là một trường hợp bệnh lý chứ không phải là thẩm mỹ. Tức là sao, trước đây khi cùng sinh ra chị có một cái bớt sắc tố dưới ngay cái bờ mi dưới. Lần một là cắt một phần thôi. Và lần hai người ta cắt luôn cả luôn cái sụn mi, cơ bằng mi dưới, sụn mi dưới. Và nó lặp ra. Để cái sụn mi đây. Mà bên này cắt mất cái sụn mi rồi. Phải cắt cả cái bớt sắc tố này. À, mất hết. Và nó hở rất là rõ. Chúng ta thấy đây là con mắt, cái bờ sụn mi dưới. Nguyên tắc nó sẽ dính cái màu đen của người. Mình vẫn hở gần 2,5 ly. Và chị luôn luôn bị cay nước mắt, chảy mắt nó hở. Thì nguyên tắc nó, cái này nó phải dậy thế này. Nó phải đụng như thế này. Nguyên tắc nó phải lên thế này. Đó. Thấy không? Chứ căng nó liệu. Đó. Chúng ta làm sao lên tới đây. Đó. Nguyên tắc nó đụng như thế này. Chị khó chịu nhất là vấn đề gì chị? Ra gió. Ra gió là coi như là nó đỏ liền. Đỏ liền. Rồi tối ngủ là nó phải che mắt lại, không che là nó bị khô. Thường phải nhỏ nước mắt ngoài nó bị khô, khó chịu. Chị ra gió là bị tắm thì sao? Dạ tắm luôn rồi. Khó chịu. Tắm là nước mà vô một cái thì nó đỏ liền. Thì hôm nay chúng tôi sẽ đưa giải pháp, hai phương pháp làm một cục lúc là ghép lại sụn vô còng vòng bên dưới, ghép sụn lại. Và thứ hai là ghép da. Đây là một kỹ thuật có thể là đầu tiên làm ở Việt Nam, vừa ghép sụn vừa ghép da. Đầu tiên là thấy sống chưa? Thấy bao nhiêu phần trăm? Để con thử quà con thấy nó bình thường. Ồ, mừng quá rồi. Cái bờ mi hồi xưa nó ghép. Bờ mi hồi xưa rất nặng vậy nè. Bây giờ lên rồi, thấy không? Tao nhìn lên chút xíu. Đây. Đúng không? Cái sụn mi hồi xưa mất hoàn toàn. Bây giờ ghép bằng sụn mi, bằng sụn tai. Đúng không? Ghép da. Da hôm nay được 7 ngày đúng không? 8 ngày. Da giờ là sống thì ngon là đâu. Sống hoàn toàn, không có một gì hết. Là may đó. Hình mặt thì chị sống nha. Dạ không có cảm giác gì hết. Trước đó là sao? Sống liền á. Sống liền phải không? Dạ. Khó chịu liền. Khó chịu không? Ồ. Dạ, có cả nhán mắt bây giờ không? Hồi xưa hoàng là sống liền đúng không? Dạ là phải cứ nháy. À vậy chị nhìn đâu nha. Ồ, thấy không? Dạ không sao. Dạ tốt rồi. Dạ. Đó. Cảm ơn bác sĩ nhiều á. Thật ra đây là cái phương pháp này rất là khó. Ghép da là dễ. Dạ. Còn lấy sụn mà ghép xuống tạo được cái sụn mi thì cắt bỏ hoàn toàn làm khó nữa. Dạ. Rồi hai cái vừa ghép sụn ra thì khả năng sống khó lắm. Dạ. Nhưng mà chắc thì tôi thấy hôm nay ốp chưa được rồi. Bây giờ bạn quan trọng là mình mắt mình không bị cay, cố gắng đi ra đường không bị sợ bị gió vô tắm nữa là ok. Nha. Thì mình thoải mái chút xíu nha. Rồi một tháng tôi khám lại cho. Nha. Nếu bạn thấy thích video này thì đừng quên để một like và nhấn đăng ký kênh. Xin cảm ơn.